chào mọi người đến với Mimin Tarot. Và ngày hôm nay thì mình đem đến cho các bạn chủ đề đấy chính là tin tức nào đang đến với bạn. Chúng ta sẽ có 3 sự lựa chọn, 1, 2, 3. Hãy giúp mình lựa chọn một tụ bài khiến bạn cảm thấy bị thu hút nhất. Để xem là chúng ta hãy cùng xem là tin tức nào đang đến với các bạn nha. Rồi tin đấy thì nó có thể là bất kỳ tin gì, tin tốt, tin xấu hay là bất kỳ tin gì đấy, đó, đều có thể đến được với các bạn. Vậy thì chúng ta hãy cùng xem là tin tức nào đang tới. Hãy giúp mình lựa chọn một tụ bài ở đây. Hôm nay mọi người thấy gì khác không? Rồi, đây là cái kiểu như là trong chóng với mọi người. Trước thì những bạn nào mà xem kênh của mình thì các bạn cũng biết là mình cũng có một cái rồi. Nhưng mà cái đấy là màu, cái khay này nó là màu đen á, bằng thiếc. Đen hay sao á, màu đen, màu xám gì đấy mình cũng chẳng nhớ nữa. Đó, mà cái khay này nó nhỏ hơn này cơ. Và cái hình này là hình cô tiên cơ. Đó, nhưng mà bây giờ thì cái đấy nó cũng đã hỏng mất rồi. Nó cũng đã rơi rớt, hỏng mà kiểu giống như là lâu ngày quá thì nó cũng sức hết sơn rồi. Đây là mình đã, hôm nay thì mình quyết định là mình đã mua cái này. Đó, và các bạn biết có thiếu, nó thiếu cái gì không? Chính là một cái hũ nến thơm. Thì cái hũ nến thơm của mình bây giờ nó cũng đang trên đường giao tới mình. Chắc phải mai, chắc là mai, không biết là có nhận được chưa. Nếu không thì phải ngày kia mọi người mới thấy em nó được hoàn thiện và được xuất hiện ở đây. Đó, ok, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với tụ bài đầu tiên nhé. Chào các bạn, đến với tụ bài đầu tiên và đây là trải bài chung. Chính vì vậy đón nhận thông điệp này của mình một cách thật là cởi mở nhất. Với câu hỏi đó là tin tức nào đang đến với các bạn. Rồi chúng ta hãy cùng xem tin tức đến với các bạn là gì nha. Cái tin tức mà đến với các bạn ở đây á, nó sẽ có những cái tin tức sau. Thứ nhất là mình thấy tất cả những cái tin tức mà bạn nhận được hầu hết sẽ là cái thời điểm mà các bạn dành khá là nhiều thời gian ở trong phòng của các bạn. Tức là ví dụ như các bạn ở nhà, các bạn nghỉ ngơi, hoặc các bạn lúc đấy là trong lúc các bạn đang ở trong phòng của các bạn, phòng riêng của các bạn đang nghỉ ngơi, đang ngủ, đang chơi, là đang làm gì đó. Nhưng mà giống như là không có đi ra ngoài đó. Cái tin tức này nó sẽ là cái tin tức mà tự dưng nó, những tin tức này là những tin tức tự dưng nó được đem tới với bạn. Có thể là thông qua cái điện thoại của bạn hoặc là thông qua ai đó nói cho bạn. Nhưng mà mình thấy bạn sẽ không đi đâu để nghe ngóng cái tin tức này, mà nó sẽ tự đến. Thì ở đây sẽ có những cái tin tức sau đây. Tin tức thứ nhất á, là các bạn sẽ có thể là nhận được một cái lời cảnh báo nào đó đến từ một ai đó. Họ nói với bạn rằng là bạn cần phải cẩn thận với một cái nhân vật nào đấy mà các bạn đang rất là tin tưởng. Thì có thể là các bạn bắt đầu phát hiện ra hoặc là tìm thấy được một vài cái manh mối nào đấy, bất ngờ nào đấy về một ai đó mà bạn rất là tin tưởng. Cái người này có vẻ là họ đang không tốt như là bạn nghĩ, hoặc là họ có những cái biểu hiện gì đấy rất là đáng ngờ. Thì đấy là cái tin tức đầu tiên nha, nên là chú ý một chút. Người này thì mình không rõ là ai đâu, nhưng mà mình chỉ biết là bạn là cái người rất là tin tưởng cái người này thôi. Và có thể bạn nghĩ là họ sẽ không bao giờ kiểu làm gì đấy khuất tất sau lưng bạn. Nhưng mà đây đã có lá bài là bạn nên cẩn trọng và nên cẩn thận rồi. Cái thứ hai, tin tức thứ hai mà mình thấy là nó sẽ tới với bạn ở đây, đấy chính là tin tức liên quan tới mặt công việc, tiền bạc, tài chính. Có thể là bạn sẽ nhận được tiền này, có thể các bạn sẽ nhận được tiền này, hoặc là một cái tin tức rất là tốt liên quan đến tiền, liên quan đến công việc của bạn. Và nhờ vào cái tin tức đó, nó sẽ giúp bạn có một cái cuộc sống đầy đủ hơn về mặt vật chất. Ở đây các bạn có lá bài Blossoming Abundance, thì chúc mừng các bạn. Thì mình thấy rằng là một cái giai đoạn của một cái sự đầy đủ ấy, nó sẽ nở hoa trong cuộc sống của các bạn nha. Nó sẽ tới với các bạn nha. Cho nên là nhiều bạn ở đây có thể là các bạn sẽ nhận được là cái dự án mà các bạn mới khởi động ấy, có thể là nó đã bắt đầu sinh lời rồi. Đó, có thể các bạn có khoản đầu tư gì đấy, hoặc là cái công việc mới các bạn đang đảm nhận, hoặc cái dự án mới mà các bạn đang đảm nhận ấy, nó đang vận hành, nó đang phát triển rất là tốt, và nó sẽ hứa hẹn là đem đến cho bạn rất là nhiều lợi nhuận. Và nó không chỉ hứa hẹn thôi đâu, nó còn thực sự là đem đến cho bạn lợi nhuận thật đấy. Vì là có lá bài này rồi thì làm sao mà thoát được. Blossoming Abundance đây rồi, sự đầy đủ nở hoa đây rồi. Đó, và mình thấy được rằng là cái ở trong cái tụ bài này á, thì mình thấy được rằng là bạn sẽ nhận được khá là nhiều tin tức trong giai đoạn tiếp theo. Đó sẽ là những cái tin tức liên quan đến những cái cơ hội nào đó được mở ra ở đây. Ví dụ như là bạn nghe được là người này người kia họ muốn hợp tác với bạn, hoặc là
công việc này công việc kia hay là như nào đó, đại loại là mình thấy là bạn sẽ có rất là nhiều những cái cơ hội, nhiều đường hướng nó được mở ra trong cuộc sống của các bạn, và bạn sẽ khá phân vân trong việc là lựa chọn những cái đường hướng đó. Mình thì mình khuyên bạn, mình có một cái lời khuyên cho các bạn, đấy chính là đôi lúc ấy, những cái tin tức nó đến với các bạn ấy, hoặc là đó là những cái cơ hội ấy, tin tức về những cái cơ hội nó đến với bạn á, thì đôi khi nó chỉ là những cái làm nhiễu thôi, làm nhiễu bạn thôi. Nên là bạn hãy cố gắng để mà có thể tỉnh táo được trong cái quá trình mà các bạn lựa chọn những cái cơ hội đó. Nếu như những cơ hội đấy nó đến ấy, mà các bạn cảm thấy nó không phù hợp với mình hoặc là không ổn á, thì bạn hoàn toàn có thể có quyền là không lựa chọn cơ hội nào hết, chỉ tập trung vào những thứ mà mình đang làm mà thôi. Đó, bởi vì là mình thấy là bạn cũng cần phải học cách được là học được cái cách tĩnh lặng ấy, trong những cái sự rối loạn ồn ào và rất là nhiều những cái vấn đề khác nó diễn ra trong cuộc sống của các bạn. Các bạn phải học được cái sự tĩnh lặng đó, và khi các bạn tĩnh lặng ấy, thì các bạn sẽ tìm ra được cái giống như là tìm ra được cái cơ hội phù hợp với mình, hoặc là những cơ hội nào không phù hợp với mình thì mình sẽ say no, chứ không phải là cái gì nó tới mình cũng đón hết, mình cũng thử hết được. Người ta mời bạn đầu tư 10 kênh đầu tư, bạn đầu tư cả 10, nhưng mà 10 cái đấy thì có chắc là sinh lời không, hay lừa đảo hay là gì đó đấy. Cho nên là hãy tỉnh táo, hãy bình tĩnh. Bạn rất là dễ, giai đoạn này bạn rất là dễ bị lôi kéo bởi những cái làn sóng, bởi những cái như kiểu hiệu ứng đám đông á. Đấy, nên là nên cẩn trọng một chút về cái điều này. Và các bạn cũng có một cái nỗi sợ hãi trong việc là mình bỏ lỡ một, nếu như mà mình không làm thì mình có phải là mình đang bỏ lỡ hay không. Thì cái điều đấy á, bạn phải tự hỏi chính bản thân của mình, phải rõ ràng với chính bản thân của mình nha. Và mình thấy một điều này nữa này, nếu như ấy, bạn phát hiện ra một ai đó ấy, họ không thật như là bạn nghĩ, như là bạn tin tưởng ấy, thì mình thấy là bạn đừng trốn tránh nhá. Hãy đối diện với nó, hãy làm việc với nỗi sợ hãi bên trong bạn. Có thể là bạn rất là sợ cái việc là phát hiện ra một ai đó họ không yêu thương mình, hoặc là họ không giống như là mình nghĩ, thì có thể các bạn sẽ né tránh, hoặc là các bạn gạt đi, hoặc là các bạn lờ đi hay là như thế nào đó. Nhưng mà bạn buộc phải làm việc với những nỗi sợ hãi của mình, và bạn cần phải đối diện với những sự thật, bởi vì cái đó là cái sự thật đã tồn tại và luôn tồn tại ở đây. Bạn phải nhìn vào nó, chứ bạn không nên trốn tránh. Bạn trốn tránh là kiểu gì cũng sẽ có chuyện ở phía sau đấy. Đó, cho nên là túm váy lại ở cái tụ bài này á, thì các bạn sẽ có những cái tin tức nào đến với các bạn trong giai đoạn tiếp theo. Nhận được tin tức về việc là có thể có ai đó bạn nên cẩn trọng, đặc biệt là một số người mà bạn tin tưởng. Thứ hai là tin tức tốt về mặt tiền bạc, tài chính, công việc. Đó, và những cơ hội, có thể là những tin tức về những cái cơ hội mới, những sự lựa chọn mới sẽ mở ra. Nhưng mà hãy bình tĩnh trong việc nhìn nhận, đánh giá vấn đề cũng như là đánh giá những cái cơ hội này. Ok, từ khóa của các bạn thì chính là sự tĩnh lặng, bình tĩnh thôi ha. Và những cái tin tức này bạn không phải đi xa tìm, bạn ngồi yên một chỗ nó sẽ tự tìm đến bạn. Về cơ bản thì mình thấy là mọi thứ nó tương đối tốt, và hầu hết thì nó cũng là cái tin tốt thôi. Có điều là cái tin đấy nó đến với chúng ta ấy, và cái cách chúng ta tiếp nhận nó như thế nào ấy, thì nó sẽ tùy thuộc vào chúng ta. Nó là một cái tin xấu, nhưng chúng ta nhờ vào tin xấu đấy chúng ta lại né tránh được một cái điều gì đấy nó đáng sợ chẳng hạn. Đấy, thì rõ ràng nó là một tin tốt, đúng không? Rồi, thì đấy là số 1 ạ. Ta đến với số 2. Đến với tụ bài số 2. Và đây là trải bài chung. Chính vì vậy đón nhận thông điệp này của mình một cách thật là cởi mở nhất. Với câu hỏi đó là tin tức nào đang đến với các bạn, thì ở đây mình thấy như sau này. Cái tin tức mà mình chưa nói về vận tin tức nhé, mình sẽ nói về những cái điều mà các bạn có thể là đã đang trải qua nhé. Thì mình thấy là cái điều các bạn có thể là vừa mới trải qua một cái cơn bão nào đó. Ở đây chúng ta có lá bài Storm Warning. Cái lá bài này khi mà nó xuôi á, như này nghĩa là nó xuôi này, và như thế này có nghĩa là nó ngược này. Khi mà cái lá bài này nó xuôi thì nó biểu hiện cho việc là nó đang cảnh báo các bạn hãy cẩn trọng với một cái cơn bão nó đang tới. Cơn bão ở đây á, nó ẩn dụ cho cái gì? Đó có thể là những cái sóng gió, những cái khó khăn, có thể là những cái chướng ngại vật, hoặc là những cái chuyện gì đấy xui rủi không hay gì đấy nó sẽ đến. Nhưng mình thấy là cái lá bài này nó đã bị ngược rồi. Điều này cho thấy là các bạn đã đang trải qua nó rồi, nó đang dần qua đi rồi. Đó, qua cái giai đoạn cảnh báo rồi, giờ là các bạn đang trải nghiệm nó rồi và nó sắp qua đi rồi. Thì mình thấy ở đây chúng ta có 5 ly ở đây nữa, thì mình thấy rằng là
có thể cái cơn bão này khi mà nó đi qua, nó để lại cái tàn dư cho các bạn, đó là sự tan vỡ, đó là sự buồn bã, đó là cái sự thất vọng. Mặc dù mình không biết đích danh hay là cụ thể được là cái cơn bão này nó đem đến điều gì cho các bạn, nhưng mà các bạn cũng chắc chắn là cũng đã bị mất mát một cái gì đó. Có thể là sức lực, sức khỏe, có thể là niềm tin, hy vọng hay mối quan hệ, hoặc là công việc, hoặc bất kỳ một cái gì đấy. Đó, nó giống như đi qua nó sẽ càn quét. Các bạn biết cơn bão nó đi qua mà đã bão dữ dội thì không bao giờ cây cối được bình yên, bao giờ nó cũng sẽ quật, không gãy cây thì tốc mái, kiểu kiểu như thế. Nên các bạn sẽ bị ảnh hưởng bởi cái cơn bão này. Có thể là đã đang ảnh hưởng vào cái giờ hiện tại các bạn đang ở trong giai đoạn bắt đầu khắc phục sau cơn bão, nhìn thấy những cái giống như là những cái tàn dư sau cái cơn bão đó. Thì ở đây chúng ta có You Are Good Enough, nó nói về việc là giống như vũ trụ nói với bạn rằng là vũ trụ biết rằng là bạn cũng đã rất là cố gắng rồi, bạn cũng đã đủ tốt rồi, cũng đủ cố gắng rồi trong cái chuyện này rồi. Và những cái thiệt hại hiện tại các bạn đang có ấy, nó giống như là đã là giảm thiểu đến cái mức thấp nhất rồi. Đó, cho nên là vũ trụ ghi nhận những cái sự nỗ lực cố gắng của các bạn trong việc bạn vượt qua cái cơn bão này. Đó, vậy thì cái tin tức mà các bạn sẽ nhận được ở đây là gì? Thì mình thấy là cái điều đầu tiên ở đây tin vui cho các bạn, đấy chính là cái cơn bão này nó sẽ qua đi, và nó giống như là một cái kết cho một cái chu kỳ cũ trong cuộc sống của các bạn. Nó là một cái dấu, có thể là một cái bước ngoặt, một cái dấu chấm, chấm hết ấy, cho một cái giai đoạn nào đó trong cuộc sống các bạn. Đó là giai đoạn khó khăn, giai đoạn rất là nhiều thử thách, kết thúc một cái chu kỳ nào đó để nó chuẩn bị mở ra cho bạn một cái chu kỳ mới. Và trong cái chu kỳ mới này á, thì mình thấy rằng bạn sẽ có cái sự thuận lợi hơn. Bởi vì sao? Ở đây các bạn có là win. Lại nhìn thấy gió ở đây, lại sợ đúng không? Bởi vì là bão thì nó sẽ đem theo gió. Nhưng mà cái yên tâm đi, cái cơn gió này á, nó là cái cơn gió đổi chiều. Tức là các bạn tưởng tượng như là mọi thứ nó đang tệ đi, thì bây giờ nó sẽ đổi chiều sang tích cực hơn, tốt đẹp hơn. Đó, ngọn gió này nó sẽ đến và nó làm thổi tung mọi thứ, nó sẽ làm đảo ngược tình hình ở cái câu chuyện hiện tại mà các bạn đang gặp phải. Mình không cần biết nó đảo ngược theo cái cách như thế nào, nhưng mình thấy mọi thứ nó sẽ trở nên suôn sẻ hơn, tốt đẹp hơn với các bạn. Mình thấy là nếu như có trong công việc tiền bạc tài chính của các bạn ấy, nó cũng sẽ có cái sự giống như là khởi sắc hơn rất là nhiều. Bạn có thể nhìn vào hình ảnh ở đây, đây là một cái giống như một thiên thần đúng không? Họ gọi là nữ thần à? Không hẳn. Nhưng mà đại loại là trong cái tù và cái kèn của cái người này á, rơi ra rất là nhiều tiền bạc này. Đó, điều này cho thấy là cái đây lại là một cái cơ hội. Tức là khi cơn gió đổi chiều này này, đó lại là một cái cơ hội cho bạn, để cho các bạn kiếm được rất là nhiều tiền đấy. Đó, nó giống như là như thế này này. Ví dụ nhá, ví dụ thôi. Nó giống như là khi mà cơn bão tới thì nó sẽ mưa rất là nhiều. Và ngay lúc đấy bạn đi mua những cái bộ áo mưa, bạn bán cho người ta, tự nhiên bạn bán được rất là nhiều và bạn thu lợi nhuận từ cái việc bán áo mưa đó. Tức là các bạn biết cách để tận dụng cái nỗi đau của mình, cái khó khăn hiện tại mình đang trải qua, để biến nó thành cái thứ có thể kiếm được tiền cho bạn. Thế nó mới hay cơ. Mình cũng không biết là nó sẽ theo cái cách như thế nào, nhưng mà đấy, đấy là cái mà mình cảm nhận được và nhìn thấy ở đây. Và mình thấy được là bạn cũng sẽ nhận được những cái tin tức nào đó từ xa, một cái tin tức mới nào đó từ xa. Nhưng đây cũng sẽ là một tin tốt. Đại loại là cái tin này á, nó sẽ cùng với những thứ mà các bạn đang trải qua này này, nó sẽ giống như là một cái sự lật ngược tình thế ấy. Nó giống như là một cái sự giống như là thay đổi mọi thứ đấy. Những cái thứ nó không tốt, không may, nó đã chính thức sẽ lùi lại phía sau, để nó nhường lại cho bạn một cái giai đoạn mà các bạn sẽ cảm thấy rất là suôn sẻ hơn rất là nhiều. Ở thời điểm đấy mình thấy là các bạn rất bận rộn nhá. Mình thấy bạn rất bận rộn, phải lo lắng, rất làm rất là nhiều thứ. Đấy, mà lúc trước thì có thể là do cơn bão, hay là do những cái cơn bão đây là ẩn dụ thôi, chứ còn đâu nó cũng có thể là những cái khó khăn hoặc là những cái khủng hoảng gì đấy nó diễn ra. Thì khi mà cái khủng hoảng đấy nó qua đi, nó ổn định rồi, thì bắt đầu các bạn mới lại bắt tay vào để bận rộn, để làm những cái kế hoạch và mong muốn các bạn thực hiện ấy. Đó, thêm vào đó các bạn nhận được những cái tin tức rất là tốt, những cái khởi sắc rất là tốt trong công việc, trong cuộc sống của các bạn. Đấy, thì để mình thấy là về cơ bản thì nó là những cái tin tốt. Và cái này nó đến sau cơn bão, nên là giống như là cái người đủ mạnh á, họ vượt qua được cơn bão á, thì họ sẽ chiến thắng, kiểu như thế. Còn nếu như mà không đủ mạnh mà gục ngã ngay cái lúc mà có cơn bão đấy á, thì cái người này sẽ không thể nào mà đón nhận những cái sự thay đổi nó tới được. Cho nên là
buồn thì cũng buồn một chút thôi, mất mát mình biết sẽ có những cái vấn đề nào đó riêng tư của các bạn ấy sẽ khiến bạn rất là buồn, nhưng mà thấy không, bình thường nhá, trong bộ bài bình thường ấy là nó sẽ là ba cái ly đổ và hai cái ly còn, nhưng ở trong cái lá bài này là hai cái ly đổ, ba cái ly còn, tức là các bạn biết không, cái thứ bạn mất đi ấy, nó ít hơn thứ mà bạn còn lại. Cho nên thay vì đau buồn về những thứ chúng ta đã mất đi rồi á, thì chúng ta hãy cố gắng để chúng ta củng cố những thứ còn lại ở đây. Đừng để cho bất kỳ cái ly nào nó đổ vỡ thêm ở đây nữa ha. Mình sẽ rút thêm cho các bạn một thông điệp. Đâu rồi? Bây giờ bài là lẫn lộn với nhau này. Trộn lên như cám này. Mình mà là mụ phù thủy á, hay là gì mẹ của Tấm á, thì mình sẽ trộn hết cái đống bài của mình lên và bắt Tấm ngồi phân loại, không biết là mình phân loại đến bao giờ nó mới hết được. Ok. Thông điệp dành cho số 2 nhá. You will be surprised. Thôi. Nên là mình thực sự là mình cảm như mình nói là nó sẽ là một cái sự đảo ngược tình thế. Nó sẽ là một cái đổi chiều ở đây, cho nên vũ trụ có nói với bạn rằng là ồ, bạn sẽ phải ngạc nhiên. Còn ngạc nhiên theo cách như thế nào thì hãy cùng chờ để kiểu giống như là thẩm xem là cái sự ngạc nhiên này nó như thế nào nha. Rồi, đấy là số 2, ta đến với số 3. Các bạn đến với tụ bài số 3 và đây là trẻ bé Trung. Chỉ vì vậy đón nhận thông điệp này của mình một cách thật là cởi mở nhất, với câu hỏi đó là cái câu hỏi ở đây á, đó là tin tức nào đang đến với các bạn. Rồi, cái tin tức đến với các bạn ở đây á, đó là trước khi mà đề cập đến cái tin tức này thì mình sẽ nói về những cái mà các bạn đã trải qua trong giai đoạn vừa qua nhé. Thực sự là những cái mà các bạn trải qua trong giai đoạn vừa qua nó là một cái giai đoạn rất là khó khăn đối với các bạn. Nó cũng gần giống với cái tụ bài số 2 là các bạn ấy phải trải qua một cái cơn bão. Nhưng mà mình thấy là cái cơn bão của cái tụ bài số 2 á, nó đôi khi nó không mạnh bằng cái cơn bão của cái tụ bài số 3 này đâu. Vì thứ nhất mình thấy là các bạn phải đối diện với rất là nhiều những cái khó khăn, chồng chất khó khăn, hết chuyện này đến chuyện kia nó tới. Có thể là nó một ngày nó có thể nó dồn vào một ngày rất là xui, hoặc là rất là nhiều chuyện xảy ra, hoặc là rất là nhiều thứ nó phát sinh trong một cái khoảng thời gian rất là ngắn đó, và các bạn phải giải quyết nó trong cái khoảng thời gian đấy, thì mình thấy là rất là khó khăn ở đây. Cái thứ hai nữa, mình thấy có thể bạn không nhờ được ai cả và bạn phải làm những cái chuyện đấy một mình, và nó cũng là cái trách nhiệm của bạn nữa, nên thành ra là bạn cũng biết là thôi bây giờ mình không tự lực cánh sinh thì mình còn trông chờ được vào ai đó, kiểu như vậy. Thêm vào đó nữa, mình thì có thể các bạn phát hiện ra được là có một ai đấy họ đâm sau lưng mình, hoặc là họ phản bội mình, hoặc là họ nói dối mình, hoặc là có một cái gì đấy dối gian ở đây. Thì bạn khi mà bạn phát hiện ra thì nó giống như là cái sự double của cái việc là những cái khó khăn nó chồng chất lên khó khăn đó, rồi nó là cả cái sự thất vọng nữa đó, khi mà nó xảy ra những cái chuyện đấy. Tuy nhiên á, thì hãy biết là cái giai đoạn này nó đang đi đến hồi kết rồi. Có những bạn là mình thấy nó đã kết thúc rồi, nó vừa mới kết thúc thôi. Nhưng mà có những bạn thì vẫn còn đang loay hoay á, ở trong những cái giai đoạn khó khăn này. Thì mình nói với các bạn rằng là sắp tới đây nó sẽ kết thúc, và bạn sẽ được giải phóng khỏi những cái khó khăn này, khỏi những cái trách nhiệm này. Đôi khi là thứ nhất là có thể các bạn hoàn thành xong, thứ hai có thể là có ai đó sẽ đến và đảm nhiệm cái phần của bạn để bạn khỏi phải làm nữa đó, hoặc là bạn đã làm hết cái phần của mình rồi, giờ là đến lượt của người khác, kiểu như thế. Thì mình thấy là bạn sẽ sớm kết thúc những cái giai đoạn khó khăn này. Và ở đây chúng ta có attachment, nhưng mà cái lá này nó bị ngược. Điều này khi mà nó xuôi thì nó thấy là thì cho mình thấy được rằng là bạn bị xiềng xích vào một cái điều gì đó. Và cái sự xiềng xích này đôi khi là do chính mình tự mua dây mình buộc mình thôi đó. Nhưng mà hiện tại thì cái lá bài này nó đã ngược rồi. Điều này cho thấy là bạn sẽ thoát được khỏi cái sự xiềng xích này, và sẽ không có gì có thể giữ các bạn ở lại nữa. Các bạn cũng hết lòng hết sức rồi, hết lòng hết dạ hết sức rồi. Cho nên là sắp tới đây có thể bạn sẽ cho cái tình huống này, cho những cái câu chuyện này một cái dấu chấm hết. Các bạn cảm thấy giống như không có gì phải hối hận trong cái tình huống này nữa. Bạn cũng đã làm hết sức rồi, cố gắng đủ rồi. Và mình thấy là bạn sẽ hoàn thành được những cái mục tiêu mà mình đề ra, và có thể là các bạn sẽ đạt được một cái kết quả tốt đẹp nào đó nha. Một cái kết quả tốt đẹp nào đó nó sẽ tới với các bạn sau khi mà các bạn hoàn thành những cái khó khăn này, kết thúc cái giai đoạn khó khăn này, thì một kết quả tốt đẹp nó sẽ tới. Và
Ở đây á thì mình thấy được là có một cái lời nhắc nhở cho các bạn ấy là hãy tin vào cái ước mơ, cái giấc mơ, cái mong muốn của bạn, và bạn đừng từ bỏ những cái ước mơ, mong muốn của mình. Có thể là nếu như nó không được thực hiện theo cách này thì có thể nó sẽ được thực hiện theo cách khác. Nó có thể không thực hiện bằng cái công cụ này thì nó sẽ được thực hiện bằng một cái công cụ khác. Và bạn và có thể đó rằng là cái ước mơ, cái mong muốn đấy của bạn ấy nó rất là triển vọng, nó rất là tươi sáng, và vì thế mà bạn đừng từ bỏ cái ước mơ mong muốn đấy của bản thân nha. Còn đâu những cái chuyện vừa qua nó xảy ra, mình cảm thấy nó là những cái chuyện tương đối đột ngột nó tới và bạn không làm không được, kiểu như thế. Đột ngột tới, không làm không được, và có thể thậm chí là có những bạn phải tạm gác cái ước mơ mong muốn của mình để đi giải quyết những cái khó khăn. Nó khiến bạn mất tập trung mà. Đấy, cho nên là các bạn sẽ phải gác, tạm thời gác những thứ mà mình mong muốn đó để đi giải quyết những cái khó khăn mà cuộc sống nó đang tạo ra cho bạn. Thì mình thấy là yên tâm đi, mọi thứ nó sẽ kết thúc thôi. Thì cái tin tức tiếp theo mà mình cảm nhận được là bạn sẽ nhận được ở đây, nó sẽ là một cái tin tốt liên quan đến một cái mục tiêu, ước mơ, mong muốn nào đó của các bạn. Các bạn sẽ thấy được triển vọng từ nó, các bạn sẽ thấy được những cái điều tích cực từ cái ước mơ, mong muốn đó nó đem đến với các bạn. Ví dụ như là giống như là các bạn đang làm cái một cái trách nhiệm hay là một cái khó khăn nào đó các bạn đang phải giải quyết đi. Đó, nhưng mà bạn vẫn nghĩ về cái ước mơ lớn lao của mình là ví dụ như mình muốn đi du học chẳng hạn. Ví dụ như thế. Mình muốn ra nước ngoài sinh sống chẳng hạn. Ví dụ như vậy thì giống như là bạn tạm thời phải gác cái mong muốn đó để giải quyết những vấn đề trong cuộc sống, thậm chí là trong gia đình hay là công việc hiện tại đó, kiểu kiểu như vậy. Sau khi bạn giải quyết xong xuôi rồi thì bắt đầu bạn mới tập trung cho cái con đường tiếp theo mà bạn đi. Thì tin vui cho bạn là sắp tới đây bạn sẽ nhận được cái tin tức rất là tốt từ cái mục tiêu lớn lao đó, ước mơ lớn lao đó nha. Ôi, vòng vo quá. Tiếp theo nào. Tại vì mình sợ mọi người không hiểu được nên là mình cứ phải giải thích đi giải thích lại đấy. Rồi, tụ bài số số 3 nhé. Mình sẽ rút thêm thông điệp cho các bạn. Bạn đừng lo lắng nha. Bạn không cần phải lo lắng nha. Mình biết là cái thời điểm vừa qua là một cái thời điểm mà không mấy dễ dàng gì đối với các bạn. Nhưng mà bạn không có gì phải lo lắng cả, bởi vì những cái mà bạn đã trải qua, những cái khó khăn mà các bạn phải 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 đối diện á, nó không phải là thứ gây ảnh hưởng đến cái ước mơ lớn lao, mong muốn hay mục tiêu lớn lao của bạn. Nó giống như là nó sẽ không gây ảnh hưởng đâu, cho dù nó là chuyện gì nha, nó cũng sẽ không gây ảnh hưởng đâu. Và có một cái triển vọng rất là tốt về những cái mà ước mơ mong muốn của bạn, cũng như là nó có tiềm năng để nó thực hiện được, nó sẽ hiện thực hóa được đấy. Có thể là nó sẽ, tức là những cái khó khăn mà các bạn vừa vừa mới hoặc là đã đang trải qua ở thời điểm hiện tại á, nó sẽ làm chậm hơn một chút, chậm một cái nhịp nào đó hơn một chút so với cái kế hoạch của bạn, nhưng mà nó cũng sẽ không phải là vấn đề gì đấy quá lớn đâu nha. Chậm hơn một tí thì thôi cũng không sao, đôi khi mọi thứ nó phải đúng lúc đúng thời điểm cơ. Và chúng ta thì không có cái kế hoạch và cái mắt nhìn giống kiểu vũ trụ, nên là chúng ta không hề biết là đâu mới là cái thời điểm thích hợp. Một lá nữa đi. Và một trong những cái tin tức mà ngoài cái tin tức mà mình nói đây chính là cái sự tin tức tốt về cái điều mà các bạn mong muốn ấy, có thể là nó sẽ có khởi sắc tốt đấy, kiểu như thế, ước mơ đó. Thì những bạn nào hiện tại á, mà đang trong một cái giai đoạn khó khăn á, đang đối diện khó khăn mà không biết bao giờ qua á, thì mình hãy tin mình rằng là cái những cái khó khăn mà các bạn đang trải qua đấy nó sẽ được giải quyết một cách tốt đẹp nhất. Và nó sẽ phải đi đến hồi kết, nó kết thúc để nó trả lại cho bạn cái sự bình yên. Mình nói thẳng luôn là có thể nó giống như là bạn sẽ cảm thấy những cái khó khăn nó rơi xuống với bạn ấy, mà bạn phải đi giải quyết. Đôi khi ấy, là đôi khi ấy, với một số trường hợp ấy, là nó không hẳn là một cái trách nhiệm của bạn đâu, là của người khác, nhưng mà bạn phải đi giải quyết ấy. Thì hãy coi nó giống như là bạn đang nợ cái thứ đấy, một cái gì đó. Thì đây là bạn đang trả thôi, là bạn trả xong một cái là hoàn thành rồi, là lúc đấy là rộng đường thênh thang rồi, thích đi đâu làm gì thì làm, thích hướng đến cái mục tiêu gì thì một hướng đến đó. Rồi bạn sẽ tìm thấy thứ mà bạn tìm kiếm. Chúc mừng các bạn nha.
Đấy là số 3. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nhấn like đăng ký kênh của mình nha. Bye.